điên điên à? Có Thanh còn gì nữa? Ôi. Phải có ghi rồi thôi. Xin chào mọi người. Ôm mặt em tối đi. Để anh bạn cho cái mặt em sáng đi nhá. Anh thử vào cái sai xem mặt em sáng đi. Anh ghi ghi cái gì ấy, bậy bậy linh tinh cái gì ấy. Hôm nay livestream hơi bị sớm, không biết là đã có ai lên chưa nhỉ? Lâu lắm không gặp mọi người. Mọi người có khỏe không? Mọi người có khỏe không? Mọi người ăn cơm tối chưa? Mọi người còn nhớ mình không? Ừ, mọi người còn nhớ mình không? Làm cái bài cái series 300 câu N3 này từ cái đợt mà mình còn chưa đẻ em bé cách đây tầm 3 tháng rồi, mà nghỉ đẻ xong rồi nghỉ mất 2 tháng quay lại vẫn chưa thấy thầy Dũng làm xong. Hôm nay mình đã giúp thầy Dũng là làm nốt bài, lấy ra còn 2 buổi nhưng mà hai người sẽ cùng nhau làm để cho nó gói gọn trong buổi ngày hôm nay thôi, xong một phát hết luôn nhá. Hay ở anh em mình nhớ hết rồi. Còn thứ hai tối nhá. Mọi người có nhìn được không? Hôm nay thực ra hơi trục trặc một chút, đó là mình quên mất không mang kính đi. Quên không mang kính đi, thế nên là bây giờ mắt đang không nhìn thấy cái gì cả. Để con sau rồi mắt cận nặng hơn rồi, bây giờ chả nhìn gì, phải đặt sát vào mặt thì mới nhìn thấy. Rồi xin phép mọi người mình sẽ đọc sát vào mặt như này nhá. Rồi xin chào Hữu Toàn, Văn Ngọc, Đặng Thúy, Việt Nguyễn này. Đặng Thúy thầy cô lên sớm thế, Nguyễn Tiến Huấn nó hay ô dây má. Mạnh Cường nhớ cô quá luôn cô ạ. Thật không? Xin chào tất cả mọi người. Hữu Tuấn, chị Thanh càng ngày càng béo, ừ chuẩn luôn rồi. Xong chưa? Bao nhiêu người lên rồi? Bây giờ là 300 người. Mình có hơn 300 người cả. Ừ. Hôm nay có em quay nên là chả ai buồn xem á. Trời nè. Thấy chưa? Hơ? Thấy đang sáng không? Cũng được rồi. Được rồi đó. Dạ. Mày online cho con Thanh đi. Ừ. Không chưa, anh cứ quay chạy tung tung đi đâu đây. Đấy rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm nốt 30 câu cuối cùng còn lại trong phần series N3 nhá. Và bây giờ là sự xuất hiện của thầy Dũng. Đấy. Nè. Hôm nay mà hôm nay chúng ta live sớm hơn một chút nhá. Mình giật tít hay không? Sự trở về của cô Thanh. Ôi, tự nhiên làm cái sự trở về của cô Thanh nghe kinh quá. Chicano Nguyễn này, hiệp Arsenal này, khiếp toàn tên này. Không biết đọc tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ phải làm trong khoảng 1 tiếng ấy. Hơn một chút rồi nhỉ, tiếng rưỡi nhỉ. Dạ. Nay là hai phần cuối cùng, thôi mở luôn đi. Mở luôn. Chúng ta phải làm sớm để còn về với em bé. Bạn Thanh còn về với em bé. Chúng ta sẽ làm từ câu 90 nhá. Từ câu 90 đúng không? Đâu nhỉ? Okay. In ra giấy để nhìn cho nó tiện đúng không? Ok. 90. Mình làm luôn nhé. Hôm nay mình sẽ không đọc comment nhiều mà chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào làm các bài luôn nhá. Thực ra không đọc được comment bởi vì là không đeo kính thôi nhá. Đấy. Đấy, xong chưa? Nào mọi người bắt đầu luôn nhá. Không bất kể là bao nhiêu người đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau làm luôn để câu đầu tiên, câu 90. Cái này mình đọc nhá. À 91 chứ. Chanto benkyo shite ireba. Testo nani nani ne. Yoi. Yoi. So. Nattemo yoi, nattemo yoi. Nào mọi người. Chanto benkyo shite ireba. Gì nhỉ? Testo. Ồ. Câu số 1 này kanashimanakute nakutemo. Câu số 2 này osore nakutemo. Câu số 3 này sabishigara nakutemo. Và câu số 4 này nige nakutemo. Đáp án số mấy nhỉ? Được chưa? 1, 2. Cái số 1 này kanashimimasu là gì đấy? Kanashimu tức là buồn đau á. Buồn đau thương, ví dụ như buồn đau cái chết của ai đó đúng không? Ví dụ như là con buồn đau cái chết con chó chẳng hạn đúng không? Inu no shini, shinu kanashimu.
Câu số 2, osoreru là gì nhỉ? Động từ là gì nhỉ? Osoreru à? Osoreru. Nó là osoreru. Đây là osorenatte. Osoreru động từ của nó. Nghĩa là gì đây? Sợ đúng không? Lo sợ. Câu số 3 là động từ sabishigaru là gì? Trông có vẻ buồn đúng không nhỉ? Ra cái vẻ buồn thương á. Và câu cuối cùng là chữ động từ là nigeru là gì nhỉ? Chạy trốn đúng không? Bỏ trốn. Chạy ngay đi. Chạy đi đúng không? Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Rồi, đáp án số mấy đây? 2. Chuẩn luôn. Đáp án đáp án số 2. Ok. À, nếu như mà học hành chăm chỉ đúng không thì chẳng cần phải gì nhỉ? Lo sợ gì cái bài thi cũng được mà, đúng không? Thì chẳng cần phải lo sợ bài thi gì cả. Câu này dễ đúng không nào? Đấy. Ok. Rồi, chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Hay, câu tiếp theo sang chưa? Nhảy rồi đúng không? Hãy, 仕事中に大きな何々が起きた. 1番 access, 2番 stop, 3番 hit, 4番 trouble. Trouble. Các bạn 10 giây. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Yes. Đây là dạng bài về gì nhanh nhỉ? Từ từ gì đấy? À, đây là những cái từ gì nhỉ? Từ katakana đúng không? Toàn tiếng Anh cả. Ai mà giỏi tiếng Anh thì sẽ luôn được nhỉ? Dễ rồi, con này bây giờ đang chúng ta hai số. 4, trouble. Trouble là gì em? Trouble. Đấy. Là gì nhỉ? Sự cố á. Tiếng Anh mình là rắc rối đúng không? Đây mình gặp là sự cố một cái đấy một cái rắc rối nhỏ đúng không? Hay sự cố xảy ra một sự cố lớn đúng không? Trong khi làm việc. Hay một rắc rối lớn đúng không nhỉ? Nhỉ? Trong quá trình làm việc. Ok. Đây, stop là dừng lại, stop. Stop. Okay. Access là giao thông đúng không? Hay cái gì nhỉ? Tiếp cận à? Tiếp cận đúng không? Hít tội là hít đấy. Các bạn hít đấy. Ok. Hít và hot khác nhau đúng không? Tiếp theo. Đấy. 塩何々のものはここに捨ててください. Đúng rồi. 1番 tome, 2番 đọc ná. Đi đây. Sumi. Sumi nhưng mà đi kèm sẽ là zumi đấy nhé. Đi kèm chỉ luôn đấy các bạn. Zumi. Khi mà nó đi kèm cùng một động một danh từ đằng trước sẽ biến âm thành zumi đúng không nhỉ? Đáp án chúng ta là gì nhỉ? Đáp án số mấy mọi người? Tùng Lê Văn 3 này, Nguyễn Văn Linh 2 này. Những cái đồ như thế nào thì hãy vứt vào đây nhỉ? Những cái đồ dùng xong rồi, dùng hết rồi. Đúng rồi, đã qua sử dụng nhá. Đã qua sử dụng. Các bạn nhớ cho mình, nó có một ký từ vựng này nhỉ? Shiozumi. Nhớ chưa? Shiozumi. Còn những cái từ kia thì nhỉ? Shiozowari không có nhá. Ok. Shiogiri とか Shiotome とか không có nhé. Shiozumi là đã xong. Đã qua sử dụng. Đã qua sử dụng. Dùng hết rồi. In desu ka? Xong rồi nhá. Tiếp theo. Nay chúng ta sẽ đi thật là nhanh nhá. Quay toàn câu dễ mà đúng không nào? Itsumo boshi, cái là boshi, nghe chưa? Là cái mũ của chúng ta đấy. Boshi o kaburu no ga kare no nani nani. 1番 smart, 2番 title, 3番 pace, 4番 style. Nào đâu ạ? Nhìn trên máy tính có vẻ nhanh hơn. Nhàn à? Nhàn 4 à? Long 4 style, Hoàng style. Gangnam style. Gangnam style. Đúng rồi, câu này dễ rồi đúng không? Cái kiểu cách đội ngũ của anh ấy thì đó là cái gì đây? Lúc nào à, cái cách đội ngũ của anh ấy thì là một kiểu cách. Đâu câu nào? Itsumo boshi o kaburu no ga kare no. À, cái mà gì đây nhỉ? Đội mũ. Cái việc mà lúc nào cũng đội mũ đấy là gì đây nhỉ? Là phong cách riêng của anh ấy đúng không? Là cái kiểu riêng của anh ấy. Chúng ta có từ style đúng không? Tiếng luôn. Tiếng Anh quen thuộc rồi sang tiếng Nhật thì nhìn tinh ra. Thay em... là gì đây? Đầu tiên nha mọi người, câu này nếu mà các bạn đi thi mà mắt nhắm mắt mở khi chọn đáp án 2 đấy, nhìn giống nhau không? Thay tôi được và style được giống giống nhau đúng không nào? Nên đi thi phải thật tinh những câu này nhá. Rất là dễ. Thay tôi được là gì? Tiêu đề hay là cái gì nhỉ? Cái chủ đề đúng không nào? Tiêu đề đúng không? Smart là gì? Smart là gì nhỉ? Người Nhật thì mang dùng nó với nghĩa là gì nhỉ? Diễn tả cái sự thanh mạch của vóc dáng nhá. Và chữ gì kìa? Pace. Pace là gì? Ít dùng quá. Chả nhẽ thế chả. Cái từ này ít dùng là pace.
À, pace là cái sự khác, mà pace khác. Pace là gì nhỉ mọi người nhỉ? Pace là gì? Để cô Thanh xem lại cái từ, tại vì từ này ít dùng á. Tự nhiên quên. Lâu ngày không dùng, quên mất. Pace. Ơ sao em lại không nhìn thấy từ này đầu tiên nhá? Chữ pace mà, tốc độ. Nhịp, nhịp tốc độ à? Pace, speed độ à? Bằng với speed độ à? Không phải. Là gì? Nhịp bước tốc độ. Nhịp bước tốc độ. Nó là tốc độ còn gì, đúng không nào? Ừ. Nhưng mà chả biết nó dùng vào trong một tiếng tốc độ nhỉ, tốc độ. Nhưng mà từ này ít dùng hoặc là dùng trong người ba không dùng. Tôi tiếp đi. Ok, câu tiếp theo nhá. Ai, ê, to. Đâu rồi? Em nhìn trên này khó. Em... Ai, câu tiếp theo này. Mắt em nó không nhìn được á. Deki ru kagiri, nani nani shite, shigoto wo susumeru. Động từ susumeru đúng không nào? Ừ. Anh đứng dậy viết đi. Đâu rồi? Hãy đọc lại nha. Đây, Kufu. Đây là gì đọc lại nè? Kufu. Kufu. Có chữ ngâm không? Có chữ ngâm đằng sau, chữ tầng trước không có. Kufu ste. Đây là gì đây? Kyuzo. 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 Thế nào? Shinbai các bạn biết rồi đúng không? Tiếp theo. Sayo ですね. Sayo. Nào. Ý nghĩa. Cho đáp án xong mình giải thích ý nghĩa. Đó là số mấy nhỉ? Số mấy nào? Dekiru kagiri. Trước tiên các bạn đã nghe bao giờ, đã bao giờ nghe từ dekiru kagiri chưa nhỉ? Nó bằng với từ gần bằng với từ dekiru dake là gì nhỉ? Cố gắng hết sức đúng không nhỉ? Trong khả năng có thể đấy. Cố gắng hết sức là hãy thế nào đây? Cố gắng làm gì? Cố gắng làm. Đáp án số 1 hết à? Ừ đúng rồi, phải đáp án số 1 là đáp án chính xác của chúng ta đấy. Chị bạn, đáp án số 1. Cố gắng gì nhỉ? Đào sâu suy nghĩ, đúng không? Cái từ cứ hư nghĩa là gì nhỉ? Cân nhắc thật kỹ này. Cân nhắc. Suy nghĩ thật kỹ. Hay làm một cái điều gì đó kỹ lưỡng, cẩn thận đúng không nhỉ? Chuyên sâu đúng nhỉ? Cố gắng suy nghĩ kỹ đi. Đơn giản nhỉ? Cố gắng suy nghĩ kỹ. Rồi hãy tiến hành công việc đúng không nào? Cứu trợ là gì nhỉ? Cứu trợ. Cứu trợ. Và sayo là tuyển dụng. Đấy nhỉ? Sayo. Shinpai dễ rồi nhỉ? Có tiếp theo. Kabinari ga kowakute nani nani ga sugoshita. Được chưa? Chúng ta chọn đáp án số mấy đây? Số mấy? 1 ban shibirete, 2 ban yurete, 3 ban furuete và 4 ban hiete. Shibireru, yureru, furueru và cuối cùng là hieru. Bốn động từ này. Misio, Ich, Samba, Ngang, Ô, Ba, Nguyễn Phong Đạt, Ba, Ba, Ba. Cục đá này. Ba. Mọi người chọn ba hết à? Ba là gì đây? Furuete. Đúng rồi, run rẩy. Đúng không? Làm sao mà phải run rẩy nhỉ? Vì sấm sét rất là sợ đúng không nhỉ? Thế nên là tôi... Từ sô sợ nó nghĩa là... trải trong từ vựng nó là trải qua, nhưng mà trong cái tình huống này thì chúng ta không dịch là trải qua được, không chúng ta có thể bỏ ý nghĩa đi. Tôi run sợ vì sấm sét là thế nào, vì đơn giản đấy thôi, được chưa? Hai shibirete là bị tê đấy, đúng không? Ashi ga shibirete imasu, đúng không? Chân bị tê. Yureru là rung lắc, không có. Và hieru là lạnh đi, lạnh đi, lạnh đi. Lạnh đi, ví dụ kể cả thời tiết chúng ta cũng nói được, được chưa nào? Nó bằng cái từ xa mươi trong giờ này cũng được. Ok. Hiete kimashita ne. Lạnh dưới nhỉ. Được chưa nào? Đây, câu tiếp theo. Không nhìn đây. Chói nhỉ hôm nay. À đâu, trên này thì không bị chói, nhưng mà trên này bị chói. Tắt bỏ không? Nhưng mà tắt bỏ thì mặt không xá. Thôi để. Umi ni nani nani sakana o totta. Ichiban. Hai. Shizunde. Niba. Mogut. Tê, sa mang qua tát tê, yô mang coron đê. Câu này quá dễ rồi. Bắt cá, kia là biển rồi. Thì làm gì dưới biển? Chúng ta làm gì? Nhảy xuống. 972. Nhảy xuống á. Hay, Nguyễn Phong Đạt. Hay, lặn. Đường toàn 1. Hay, đúng rồi. Các bạn đã cho đáp án được chính xác. Câu số 2, moguru. Moguru là lặn. Được chưa? Hay. Lặn xuống biển để bắt cá, đúng không? Shizunde tức là shizumu.
nó có nghĩa là chìm xuống. Chìm đúng không? Hay watatte là vượt qua mà koronde là ngã. Ừ. Ok, còn tiếp theo. Cháu thể dụng biên đạo hết nhé. Watashi no shumi wa プラモデル. プラモデル là cái gì nhỉ? Cái lắp ráp bằng nhựa. Mô hình lắp ráp bằng nhựa đúng không nào? プラモデル o nani nani koto desu. Câu này dễ, câu này sơ cấp. Watashi no shumi wa. Cho một cái ý đó là gì nhỉ? Từ vựng này đã từng ra trong Minano Nihongo. Đã gặp trong Minano Nihongo rồi đúng không? Này. Matome ageru. Ni ba kumitateru. Kumitateru. San ba tate kakeru wa yon ba chikuri yoku. Câu này là gì đây? Rồi đúng rồi, đáp án số 2 đúng không nhỉ? Số 2. Hai, kumitateru. Sở thích của tôi là lắp ráp đúng không? Những cái mô hình này. Kumitateru. Ok, matome ageru là gì? Là mình tóm tắt xong, làm xong một làm xong cái gì đó, emas ageru. Tate kakeru là đang xây dở, làm dở cái gì? Cái từ mà động từ ghép của nó là v bỏ mas cộng với kakeru là làm dở đúng không nhỉ? Làm sẵn cái gì đó. Làm trước đúng không? Hai, có tiếp theo. Đây rồi. マラソン大会に参加する人は、ね、参加何々を払ってください。Câu này các bạn nhớ luôn này, không cần phải nhìn nhiều nhá. Từ từ để cho mọi người. Nói luôn nhá. Nói luôn hay là chờ đây? Đáp án số mấy nào? Đâu rồi? 222. Ôi giời, hay nhiều thế. Hôm nay có vẻ kìa, hay hết rồi kìa. Hôm nay phải đúng hết chứ nhỉ? Sanka kin à? Ừ. Hay là bị mình mạng bị chậm nhỉ? Mạng bị chậm mọi người. Mọi người có xem ổn không? Xem ok đúng không? Ok mà. Chán quá, không có kính nên là mắt chả nhìn được cái gì. Đấy, đáp án của chúng ta là Sanka dio. Đúng rồi, Sanka dio. Không phải kin nhỉ, không có kin nhỉ này. Sanka kin không có nhá. Chữ cạ kia mà chữ chi này đúng không? Chữ kia là chữ gì nhỉ? Giá chứ là chữ trị à, đúng không? Ok, chữ này là không phải rồi. Chúng ta sang cả điều này. Ừ. Câu này là gì đấy nhỉ? Marathon 大会に参加する人は参加料を払ってください là gì đây nhỉ? Những người mà tham gia vào cuộc thi chạy marathon đúng không nhỉ? Thì hãy thanh toán hay trả cái tiền phí tham gia đúng không? Tiền lệ phí tham gia. Sang ca điều hay là New Zorio tất cả đấy. Mọi người làm đúng hết chưa? Được bao nhiêu câu rồi đấy? Chúng ta đã qua được 99 câu à? Rồi. Ok. Câu tiếp theo nhé. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Đấy. Ano hito no shigoto wa zashi no 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 gì nhỉ? Công việc của người đó là làm gì cái tạp chí đây? Desu. Đáp án số 1 đọc là. Đáp án số 1 là set. Setsuritsu. Đúng nhé. Setsuritsu. Câu số 2 là. Thành lập. Hogo. Câu số 2 là. Hogo. Chúng ta có từ bảo vệ môi trường ấy, đúng nhỉ? Chính là từ này, đúng không? Âm hàm việc của nó là bảo hộ đúng không nào? Hogo. Được chưa? Hay. Câu số 3 là bạn gì? Seibi à? Seibi. Seibi. Được chưa? Câu số 4 là gì đây? Cái này là Henshiu. Được chưa? Henshiu. Nào. Đáp án của chúng ta là gì đây? 1番 là setsuritsu đúng không? Thật sự là gì nhỉ? Bốn cái thầy kìa. Đáp án số mấy đây? Hai. Câu này dễ rồi. Công việc của tôi là soạn chỉnh sửa. Biên soạn chỉnh sửa đúng không nào? Biên soạn chỉnh sửa cái cuốn tạp chí nhá. Biên soạn tạp chí. Tạp chí. Hai, biên tập. Dây biên tập được. Biên tập tạp chí. Biên tập là soạn này đúng không? Hay là bên mình hay làm clip chẳng hạn đúng không? Mình cũng hay dùng từ henshiu này. Ví dụ doga no henshiu. Doga no henshiu là chỉnh sửa clip. Chỉnh sửa clip. Ok chưa? Ok. Hai. Có tiếp theo. Yamamoto san wa nani nani de uso o tsukanai hito desu. Đây đang nói về tính cách của một con người đúng không? Anh Yamamoto là một người như thế nào đó và không nói dối nhỉ? Phải tìm một cái tính từ gì mà nó gần bằng với từ mà không nói dối. Ở đây có mấy chữ Hán khó đấy.
đầu tiên là khá đuôi này đúng không, và ư sư này đúng không, kê hạc cự, kê hạc cự, kê hạc cự đúng không, kê hạc cự đi ba hà đê này, hà đê, hà đê biết rồi đúng không, dì mi, dì mi biết rồi đúng không, còn cuối cùng là gì đây, sê dít sự đấy nhé, sê dít sự, sê dít sự chữ thành và chữ thật đúng không nào, thành thật thì biết rồi cái cô người cho đáp án luôn kìa. Đây ông Hán Việt đúng không? Bạn nào giỏi ông Hán Việt thì có thể đoán được đúng không? À. Anh ấy, anh Yamamoto là một người thành thật, không nói dối. Thì chữ, hiểu không bạn? Chưa nào? Cái kê hắc cự là tính cách gì đấy con? Nông nổi. Nông nổi đúng không? Một người nông nổi, kê hắc cự. Hà đê. Hà đê là gì nhỉ? Lê lê ta. Lê lê. Ví dụ anh ấy hay mặc quần áo lê lê. Kiểu đồng bóng á. Nhưng mà tính cách thì dùng đồng bóng cũng được. Hà đê lây tộng. Còn Jimmy là giản dị đúng không? Giản dị, xong chưa? Rồi. Tiếp theo. Vậy, thời gian đã tắt, coffee đã shimatta, shite shimatta đúng không? Gì rồi? Rồi. Thứ ba. Đọc chữ Hán không? Nào, mình học xử lý nha. Vậy. Chữ này chữ đồng cứng đấy, cố được đấy. Cố tệ, được chưa? Nhìn bạn. Sáme tê, sáng ba, oai tê, yông ba, thọc kê tê. Nào mọi người cho đáp án nào. Bốn, bốn kìa. Bốn sen dê. Hai. Bốn à? Sáme tê. Rồi. Bốn là gì? Được một lúc đúng không? Chỉ cảm là thật sự là gì nhỉ? Thời gian trôi mình dịch là gì nhỉ? À, gọi là gì? Thời gian trôi đúng không? Nhưng mà dịch vào câu này thời gian trôi là hơi buồn cười. Được một lúc chẳng hạn. Được một lúc. Không hẳn được một lúc. Tức là thời gian trôi thì thời gian trôi đi. Cái cà phê nó làm sao nhỉ? Mình pha cà phê xong mình để được một lúc ấy, hay là để được một buổi sáng này, để cứ để nguyên đấy đúng không? Thì cà phê nó như thế nào nhỉ? Một là đông lại, hai là nguội đi, ba là sôi lên và cuối cùng là tan ra. Nói như vậy thì đáp án số 2 luôn rồi đúng không nào? Đáp án số 2. Tại sao nhiều người chọn 4? Bữa nay mình thấy rất là nhiều người chọn 4. 4 là ok, là tan đi, không tan, tan đi phải là gì nhỉ? Đá tan đi đúng không? Khô đi. Hay là kem tan ra đúng không nào? Tan ice cream. Còn đây là cà phê mà, cà phê nóng. Cà phê nguội đi đúng không? Đi vào này nhé. Đấy, câu tiếp theo. Câu tiếp theo là Europa no lekishi aru hotel ni nani nani ni shimaimashita. Nani nani ni shimaimashita. Đấy. Chữ đầu tiên đọc là gì cô Thanh? Thái giai là gì? Thái giai là chú, là lưu trú. Lưu trú, chữ tại, chữ ngoại đúng không? Ừ, chữ tại, ngoại. Lưu trú là gì? Nhi bang, xôn giai, chữ này dễ rồi đúng không? Xôn giai là tồn tại, nó sự tồn tại. Tiếp theo, thê điêu là gì? Thê điêu này chúng ta thường hay gặp trong từ là thê điêu rộ. Thế thêm một từ rộ đấy là gì nhỉ? Cái chạm rừng, nó là cái rừng. Cái chữ này hay gặp ở chỗ bên xe buýt bên Nhật này. Đúng rồi. Thê điêu rộ là gì? Nó tương tự biến xe buýt ấy. Thế nào? Vậy, tôi dùng là gì đây? Tê dài. Tê dài là gì? Tê tai. Tê tai. À, tê tai. Ừ, tê tai. Tê tai. Tê tai là gì? Tê tai là đình trệ đúng không? Đình trệ. Đình trệ à? Ừ. Nghĩa là gì à? Cả câu này nghĩa là gì? Nhưng tôi đã thế nào đó ở một khách sạn mà có lịch sử đúng không? Có phải lịch dễ sử. Dễ rồi. Hay là gì nhỉ? Lâu đời đúng không? Lâu đời ở châu Âu. Vẫn còn nhiều bạn chọn 2. Các bạn chọn 1 thì sẽ đúng đúng không? Ừ. Đây, đâu chúng ta là thai dài. Xôn dài tồn tại mà sao lại là gì nhỉ? Tồn tại khách sạn đó. Đây mình nó gần bằng từ động từ đây nhớ chưa? Shimasta nghĩa là tôi đã gì đây? Tôi đã lưu trú. Lại. Đây, lưu trú tại khách sạn thì nhà khách sạn có lịch sử lâu đời ở châu Âu. Được chưa? Lịch sử ga aru hotel tức là lâu rồi, có lịch sử lâu đời này. Không phải lịch sử lâu đời, tức là được có lịch sử lâu đời cái gì nào? Thì có lịch sử nghe cái như là bảo tàng. Kiểu như thế, kiểu nó lịch sử lâu rồi đúng không? Hay, và tiếp theo. Khó à? Mọi người thấy khó không? Khó xin thế, nhưng 300 câu khó là chả thế. Ừ. Làm được những câu này thì sẽ đạt được điểm tối đa, đúng không? Tại sao 3 câu dùng 3 là cái gì đấy? Tê điêu tức là dừng lại, cái điểm dừng cái gì đó. Tê điêu cái điểm dừng, cái bến đỗ chẳng hạn nhá. Ví dụ như là điểm dừng xe buýt đấy chứ nhỉ.
chạm dừng chân này. Là mình dừng lại thôi chứ đây là gì nhỉ? Đây là lại mình... ngoài ở lại thôi mà. Chứ trước kia mình dừng lại một tí xong rồi mình đi luôn nhỉ chưa? Gần như là mình chọn lại thuê lại khách sạn à, ở lại khách sạn à. Thế này ở lại khách sạn. Còn tiếp theo. Ok. Stand show. Nani nani. Mai sư sư. Câu này khó này. Làm đi. Một người chọn một người chọn hai. Người chọn hai. Từ từ đọc được cái comment của bạn Hoàng Vẻ. Biết trước bên đó 5 năm lo học để thi không chơi bời chắc cuộc đời sẽ khác. Giờ nghe hai sensei dạy mà thèm học tới lạ. Trời ơi, thế thì học đi. Nhá. Hai. Ừ. 3 2 3 2. Câu này nhá, giải thích nhá. Ichiban, động từ gốc của nó là kete, tức là đá. Đá này. Ừ. Ichiban. Kogu, động từ gốc của nó là kogu, tức là dùng để quay cái gì đó, thì có nghĩa là đạp xe hay là chèo thuyền, thấy chưa? Ok? Tức là làm cái gì vòng tròn đó, nhá. Đúng không? Đạp xe thì chân mình phải đạp xe, không là chèo thuyền thì tay mình phải như thế này, đúng không? Ừ. Rồi. Sama nigiru, tức là nắm lấy cái gì đó. Yoba suwa, tức là ngồi. Đáp án chúng ta đa số 2. Đạp xe. Đạp xe tiến về phía trước. Đúng rồi, đạp xe và đi lên phía trước đúng không nào? Mai. Ok. Hai, câu tiếp theo. テストに向けて何々の準備をした 1番前兆 2番前半 đúng không? À, đâu? 前世前世前世 là gì có? Là phồn vinh, vinh vẻ vang đúng không? À, tiếp theo là gì đây? Ở đây có hai cách đọc. Một là băng ni và băng di ạ. Ban zin thế. Ban zin thì có nghĩa là gì? Tất cả mọi người. Không ạ. Ban zin. Đúng rồi. Ban zin, ban zin là tất cả mọi người. Tiếp theo là gì đây? Ban nin thế. À đây là ban nhầm chỗ này. Không phải là ban. Sorry. Chỗ này là ban zin thế. Ban zin. Ban zin đấy. Đúng ban zin đấy. Có hai cách đọc mà. Ở manzin và banin. À, em tra lại thế nào. Có một từ như này. B và phòng viện P. Chụp mặt tên ấy. Chạy đâu á? Manin, à banin. Banzin là subete no hito. Banzin là subete no hito là tất cả mọi người. Đúng rồi, đúng rồi đó. Banzin đúng không? Banzin là tất cả mọi người đúng không? Còn manin là bạn. Anh có ghi gì đây? Anh ghi gì? Đấy, đúng cái gì nữa. Banin gì thế? Vẫn là ban, các bạn nhớ hai cái nào mà ban thế chưa? Banin. Banin tức là vạn người thôi. Đấy chứ nhỉ? Banin là vạn người. Ok. Và cuối cùng là gì đây? Man ban zen. Ban zen là ban, vẫn là ban. Anh cứ ban man loạn hết cả lên ấy. Tại vì cái chữ này đọc tận là khó man. Ban zen là rồi. Cái gì đó tốt nhất đúng không nào? Thế thì chúng ta sẽ chọn đáp án mấy nhỉ? Làm một cái chuẩn bị như thế nào đó là hướng đến kỳ thi đúng không nhỉ? Ừ. Chuẩn bị cái gì đó, cô vừa nói xong rồi. Chuẩn bị tốt nhất đúng không nào? Chuẩn bị tốt nhất đúng không? Testo ni mukete ban zen no junbi o shita. Rồi. Làm những cái cái câu này phải nên là hay nhưng mà nó khó mà. Nhớ đâu lại ra sao? Ok. Nhớ đâu năm lại ra là câu này đúng nào? Yong bang này mọi người là đúng hết rồi này. Rồi. Câu này có khi mọi người chỉ biết được đáp án số 4 thôi đúng không nào? Thế nên chúng ta sẽ chọn luôn đáp án số 4 nhá. Okay. Chúng ta dịch từ này ban zen sẽ là tốt nhất. Tốt nhất trong cái trạng thái ok nhất đúng không nhỉ? Cái này thì chữ này chữ vạn toàn đấy, các bạn nhớ văn Việt vạn toàn từ a vạn toàn. Như kiểu là an toàn là tốt nhất đó, đúng không? Rồi, ok. Như đấy. Vậy là chúng ta đã qua được 15 câu rồi. Lẽ ra là bình thường là sẽ nghỉ luôn đúng không? Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp 15 câu nữa. Mọi okay. Người mệt chưa? Nghỉ một tí đi. Em uống hộp nước. Thế thì sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Mấy giờ rồi? 30 phút, 35 phút rồi. Những câu nào dễ thì nhanh nha. Những câu nào dễ thì nhanh nhá. Này cố gắng cua chạy vèo 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 phát cho nó xong đi. Nhưng mà phải dạy cẩn thận chứ. Khó phải trưởng sensei. Khó không? Hôm nay có khó không mọi người?
Thế nên là các bạn nào mà đang gặp bạn N2 thì rủ vào học cùng nhá. Vào cùng để chúng ta sẽ cùng nhau học. Luôn chưa? Để này trên bảng mọi người cho luôn đáp án. Chưa cần đọc. Orange yo. Nani nani. Juice yo. Tsukuru. Rồi, mắt cam và làm cái gì nhỉ? Làm nước hoa quả. Bắt cam thì động từ chúng ta gì? Có động từ shiborimasu nè. Shiborimasu. Đáp án số 4 chính xác rồi đấy. Ví dụ các bạn vào trong cái quán ăn thì người ta hay có từ đó là oshibori. Tức là cái khăn ướt ấy nhỉ, oshibori đấy. Là cái khăn ướt. Thì đây chúng ta có từ shimoru. Được chưa? Shimotte tức là vắt cam để làm nước ngọt nước uống. Nước tê là gì ạ? Nước là sơn. Sơn, đúng không? Sơn lên đấy. Hay can đây là cắn, cam nữ nhé. Con đê tức là đông đúc. Được chưa nào? Hay, và tiếp theo. Hôm nay thầy Dũng nói to thế nhỉ? Hay, còn tiếp theo nào. Kami o mizikaku kitte nani nani shita kibun ni natta. Tức là cắt tóc ngắn thì cảm thấy tâm trạng mình trở lên thế nào đó. Ichiban sukkiri desu ne. Niban kossori. Sanban sukkari. Yoban tappuri. Các bạn thế nào? Rồi. Câu này học mãi rồi, câu này cũng không phải là câu khó đâu. Câu này ví dụ như kiểu mà mọi người cắt tóc xong đúng không? Con gái mà đang tóc tai lù dù đi cắt phát thì là thấy tâm trạng nó thế nào đây? Cắt tóc ngắn đi cảm thấy tâm trạng trở lên thoải mái, và chúng ta sẽ chọn ra đáp án số số 1 đúng rồi. Sukiri rồi, hôm nay thấy đúng nhiều cái câu này đúng rồi. Câu này hình như ngày xưa có dạy một lần rồi nhỉ? Kossori tức là dọn ra dọn dén đúng không? Kossori tức là sukkari wasuremashita. Là gì? Quên hoàn toàn đúng không? Hoàn toàn đúng không? Đây là tappuri là gì đây? Đầy nhiều cái gì đó. Ví dụ vào trong quán ăn chẳng hạn, ăn một bát mì chẳng hạn, người ta cho đầy rau, đầy cái gì đó. Yasai tappuri chẳng hạn. Nhiều rau, đầy rau. Được chưa nào? Rồi, thế thì chúng ta có từ skinny, mọi người nhớ nhá. Skinny sẽ là thoải mái, nhẹ nhõm, được chưa nhỉ? Còn tiếp theo. Kare no nichiyobi no suoshikata wa một là form, hai là kara, ba là sai, bốn là pata. Vừa nãy khi mà chuẩn bị bài đúng không, mình với thầy Dũng cãi nhau suốt là gì nhỉ, cái từ mà sugoshimasu, đúng không? Động từ sugoshu thì chúng ta nên dịch là gì sang tiếng Việt để cho nó hay. Nghĩ mãi bởi vì thường chúng ta từ ngày xưa học mina đúng không, cái từ này đã được dịch là từ trải qua. Đúng là trải qua thật. Nhưng mà trong nhiều tình huống nó lại không dịch được trải qua được. Biết trong tình huống này chẳng hạn. Không phải là không dịch được mà dịch ra nó không hay ấy. Ví dụ như là cách mà anh ấy trải qua ngày chủ nhật lúc nào cũng cùng một kiểu giống nhau, đáp án số 4 luôn nhá. Đúng nhỉ, đáp án số 4 luôn. Nhưng mà cách mà anh ấy lúc nào cũng trải qua ngày chủ nhật thường là gì nhỉ, giống nhau. Trải qua ngày chủ nhật. Nghe nó hơi củ chuối đúng không? Thì chúng ta sẽ dịch là sinh hoạt thì hợp lý hơn. Cái sinh hoạt vào ngày chủ nhật của anh ấy. Đúng không? Thì cùng một kiểu giống nhau. Hoặc là tiếng Việt mình nói đâu là thường thì chủ nhật là tao cũng giống nhau cả nhá. Chủ nhật thì thường tao cũng là toàn làm những việc giống nhau cả thôi. Toàn làm những việc giống nhau cả thôi đúng không? Thì đó chính là từ sugoshimasu nhé. Hay. Nên là khi mà mọi người nhìn những câu như này chúng ta thấy là khó dịch như thế, nhưng mà chúng ta để biết là gì nhỉ? Dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt gì như thế. Và bây giờ khi mà nói từ tiếng Việt sang tiếng Nhật thì chúng ta dùng cách như thế này thì nó sẽ rất là tự nhiên đúng không nào? Hay. Form là form đúng không? Là cái form đấy, là cái mẫu gì đó để chúng ta viết đúng không? Color này, color, màu color. Sắc, màu sắc đúng không? Thì hôm nay dùng tiếng Anh đấy. Line là một cái đường kẻ hay là gì nhỉ? Nếu mà trong những từ chuyên ngành nó là dây chuyền sản xuất đấy, đúng không? Hay, còn tiếp theo, tiếp theo. Nimotsu o uketoru toki ni nani nani o, cái này đọc là gì cơ? Mitomerareta đúng không? Mitomerareta ne. Khi mà gì nhỉ? Khi mà nhận những cái hành lý đồ đạc đúng không? Thì bị yêu cầu là cái gì nhỉ? Yêu cầu cái gì đây? Yêu cầu phải làm gì? Một là mark là cái gì nhỉ? Là những cái mark, cái dấu hiệu đây này. Dấu cái dấu hiệu đúng không nhỉ? Dấu hiệu. Tiếp theo postal. Postal là cái hòm để cái thư. Hòm để thư đúng không? Nhưng mà học cao lên thì nó có nghĩa là chức vụ. Chức có vụ. Hai nghĩa đúng không ạ? Một là hòm để thư, hai là cái chức vụ đúng không? Sign là ký này.
và creme là Phần Lan. Phần Lan ですね. Phần Lan. Lan. Thầy dùng là Phần Lan. Chưa thầy tí đúng không ạ? Hai. Ký tên rồi các bạn, đúng rồi, 3 bạn ký tên ですね. Sign ですね. Sign ký tên. Khi mà đúng không? Khi mà đi nhận hành lý thì tôi được người ta yêu cầu là cần phải có gì nhỉ? Ký chữ ký đúng không nào? Đây, câu tiếp theo. Nani nani ga no tegami ya. Chưa mà có thể. Watashi. 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 Nani nani no tegami ga kiteimasen ka? Đây câu hỏi đúng không? Cái bức thư mà thế nào tôi có đến có cái bức thư nào luôn, có cái bức thư nào mà được gửi đến tôi không? Từ này các bạn có biết từ này không nhỉ? Bạn nào mà viết thư đúng không? Hay là sử dụng những cái gửi thư nhiều bên Nhật sẽ chọn được đúng không nhỉ? Lại 3. Đáp án số 3 nhỉ? Todoke à? Todoke. Todoke hình như là ngày xưa lúc mà dạy N3 trời ơi, để xong bây giờ quên hết cả tiếng Nhật rồi. Todoke là cái đơn à? Todoke là cái đơn. Đơn gì nhỉ? Đơn xin nghỉ học phải không? Đúng rồi. Đơn xin nghỉ học á, todoke nhá. Đơn xin báo mất đồ chẳng hạn, gì đó todoke. Hay là một cái tóm lại đơn xin gì đó. Nên nói như vậy để đáp án số 3 là không đúng nhá. Chúng ta đáp án số 4. Rồi. Được chưa? Ate. Ate. Watashi ate đấy, tức là của tôi đấy, địa chỉ của tôi. Được chưa? Cái từ mà ate mọi người là gì ạ? Được gửi tới tôi, watashi ate là gì nhỉ? Được gửi tới cái có cái bức thư nào được gửi đến tôi không? Đây nhỉ? Hướng đến địa chỉ nào đó. Đáp án số 3. Đó, con này em dịch sẵn thế. Cái bức thư địa chỉ của tôi có đến không? Đó. Đúng không? Watashi ate tức là gì ạ? Địa chỉ của tôi mà. Watashi là bức thư được gửi đến địa chỉ của tôi. Kiteimasen ka? Ừ rồi. Đó người ta đang kite đang một câu hỏi còn gì? Ừ. Đúng không? Ừ. Đúng không? Bức thư của tôi có đến không còn gì nữa? Được chưa? Có thành dịch quả lại sai không phải. Sao anh cứ thế không? Thôi không nói chuyện đấy. Khi tê mà xem cả. Được chưa nào? Hai. Bốn đúng không? Bức thư được gửi đến tôi. Được gửi đến tôi à? Khi tê mà xem cả. Đã đến chưa? Đã đến chưa? Ừ. Một phút im lặng bắt đầu. Anh ấy thế này xong rồi sao thể nào các bạn cũng bảo là thầy cô lúc trước khi dạy thì nhớ gì đây, thảo luận kỹ vào đừng có mà cãi nhau ở trên lúc mà dạy đi chưa đúng chưa. Ok mọi người ơi, thực ra là bọn mình á lúc mà dạy cái này nhiều lúc trong đầu mỗi đứa sẽ có những suy nghĩ khác nhau, nên là cái chuyện mà tự nhiên phải cãi nhau là chuyện rất là bình thường, nên rất là mong mọi người hãy thông cảm. thông cảm cãi nhau để cho nó ra cái đúng. Đúng không? Chứ không phải nhiều lúc là cứ chuẩn bị là xong hết đúng không? Bởi vì là những cái lúc thỉnh thoảng vẫn còn những cái nghi ngờ trong đầu thì phải nói ra nó thoải mái đúng không nào? Chứ bởi vì hai người dạy mà, nên mọi người thông cảm những cái lúc mà cãi nhau nhé. Rồi. Đáp án 4 nhá. Đáp án số 4. Tegami ga. Anh khoanh vào đi cho mọi người nhìn. Cứ lười lười. Cái bút này à. Hay. Rồi. Chân nào. Ừ. Hay. Câu tiếp theo nhá. Câu này dễ hơn đấy. Đúng nào. Cái gì đây? Isogashi ichirichi datta node ie ni kaeru to nani nani shita. Nào nani nani shita. 1番ハッとハッとハッとした。2番サッとした。3番ホッとした。4番ザッとした。あとこれ全部でね。ザッと。Vì là một ngày rất là bận rộn đúng không? Thế nên là khi mà trở về nhà thì tôi cảm thấy thế nào nhỉ? Cái từ này mà sau khi thi xong các bạn dùng rất nhiều này. Chứ nhỉ? Và cái từ này gặp nhiều rồi đúng không? Hình như là mấy lần để dạy rồi ấy. Chắc là qua những cái bài live stream mà mình dạy rất là nhiều rồi, đó là đáp án số 3. Đúng rồi. Có bạn này, Phạm An An này. Phạm An dịch là cuối cùng là nào? Đâu? Đâu? Có bạn nào đây này trên mặt Phạm An?
tức là gì đây, nhẹ nhõm này, cục đá kia cả. Ừ, nhẹ nhõm. Câu số 3 là nhẹ nhõm. Thở phào nhẹ nhõm đúng không nào? Một ngày bận rộn đúng không? Nên là khi bảo là tôi cảm thấy nhẹ nhõm với cả người. Ừ. Hay là thi xong nhẹ nhõm với cả người. Ừ. Đúng không? Rồi, 試験終わって ね. Test 終わって ほっとした. À, hatto là gì đấy? Giật mình. Nhá. Hatto là giật mình. Giật mình cái gì đó đúng không? Ừ. Hay satto. Satto là nhanh chóng mà, ví dụ là nhanh chóng thu dọn đúng không nhỉ? Ừ. Giật tộ cũng có nghĩa từ gần tương đương đến kiểu làm gì đó. À, còn ra tổ là gì nhỉ? Qua loa. Ví dụ như là ra toyomimasu nhỉ? Ừ. Là đọc qua loa cái gì đó thì đọc qua. Ừ. Đọc qua. Được chưa? Nên chúng ta sẽ chọn đáp án số 3 nhé. Số 3. Hotoshita. Hotoshita. Ví dụ như thầy Dũng là xong cái series này là gì nhỉ? Hotoshita. Mấy lần trước cứ hứa hẹn với mọi người mãi mà hôm nay thầy bận, hôm chứ hôm sau thầy bận đúng không? Đấy, câu tiếp theo. Đấy. Chị chỉ ạ. Con nhà là nó phân tên siêu đặt là nó đi lại si vô tôi chiều đi gì có cô ta chi chiêu á. Rồi bố tôi mặc dù là một gì nhỉ, một lái xe đúng không, rất là thế nào đó, thế nhưng mà cuối cùng à, nhưng mà lại gì nhỉ, lại gây ra cái tai nạn đúng không nhỉ? Đúng rồi. Trong lúc làm việc hay là gây ra gây tai nạn trong làm việc. Ừ. Đúng không? Rồi chúng ta có từ số 1 này, amateur ạ. Amateur nghe được từ này giống từ gì trong tiếng Anh nhỉ? Amateur đúng không nhỉ? Ừ. Là gì nhỉ? Nghiệp dư đúng không nhỉ? Nghiệp dư. Số 2, smart. Smart vừa nãy có rồi nhỉ? Ừ, smart. Smart cũng nghe có rồi nhỉ? Nếu mà người sẽ thanh mảnh nhỉ? Ừ. Kiểu gì đó thanh thoát á, đúng không? Tiếng Anh thì dùng từ smart là thông minh đúng không? Nhưng mà người Nhật hay dùng từ này nói về vóc dáng đúng không? Vóc dáng đấy, là... Đấy, smart phone cũng là gì ạ? Điện thoại thông minh là gì nữa? Ờ. Đúng không? Ờ. Tiếp theo, veteran. Veteran, từ này mà nói ra thì biết luôn đáp án rồi. Ừ. Và gì nhỉ? Giỏi, đúng không nhỉ? À. Veteran là lão làng. Ừ. Được chưa? Hay. Nó đối lập với lại là amateur. Thuộc lại điêu luyện rồi đúng không nhỉ? À, điêu luyện lão làng. Thì là veteran này đấy. Ừ. Hay. Tiếp theo, peak là đầy, là nhiều nhất. Được chưa? Tức là đạt đến đỉnh điểm. Ừ, ví dụ cái từ này các bạn làm mà khi mà làm trong cái biểu đồ của Nhật thì chúng ta sẽ thấy cái từ này miêu để miêu tả biểu đồ là đạt đến đỉnh. Ừ. Là mốc nào đúng không? Đấy, các bạn ghi là chuyên nghiệp là pro này, pro là chuyên nghiệp đúng không? Còn đấy lão làng. Và chúng ta nhớ thêm từ này nhá, veteran. Đáp án số 3. À. Anh nhớ khoanh không? Khoanh mà cho các bạn nhìn chứ. Cứ nói là sao các bạn nhìn được? Nói tiếng Việt thì bạn phải hiểu chứ. Veteran đúng không? Số 3. Nhưng có nhiều bạn không nghe mà chỉ nhìn thôi. Peak. Ừ. Rồi. Đó số 3 nhá mọi người nhá. Đấy. Ừ. Tiếp theo. Ê to. Sen tắc ni shippai shi. Sen tắc ni. Đúng rồi, sen tắc ni shippai shi. Satsu ga nani nani chiisaku natte shimatta. Ừ. 1 ban hiete. 2 ban kogete. 3 ban dirai. Chìm đê. Đúng nhỉ? Chìm đê. Tiếp theo, nobite. Chìm đê. Đọc chìm đê. Chìm đê. Cái từ này chúng ta cũng từ spy đúng không nhỉ? Spy si là gì nhỉ? Bình thường là thất bại đúng không? Nhưng câu này mình sẽ dịch là gì đây nhỉ? Giặt thảo nhá. Giật thảo đúng không? À, sen tắc ni shippai shi satsu ga chấm chấm chi sắc na te shimatta. Giật thảo cái áo của mình nó bị làm sao đấy? Cái áo sơ mi đúng không nhỉ? Nó bị co lại và nhỏ lại đúng không? Co đi và nhỏ lại, cái từ động từ chijimimasu đấy, chijimu là gì nhỉ? Co lại nhá, co lại. Samba. Trong phần đáp án không còn gì nữa. Samba. Hiete tức là lạnh đi và đã học rồi đúng không? Koge tức là gì nhỉ? Cháy. Đúng không? Ví dụ cơm cháy chẳng hạn, cá cháy, rau cháy, thịt cháy. Nobite là dài ra đúng không? Ừ. Tóc dài ra này, được chưa nào? Hay chân dài ra, lưng dài ra. Ừ. Nha. Hay tiếp theo. Kono sakana wa watashi no kune de wa koukyū nani nani desu. Ichiban. Chữ này đọc là mono đúng không? Ừ, mono. Hay là mutsu. Niban đọc cũng đọc là mono hay là sa, đúng không? Sama đọc là hin. Thế nào? Hay là sina chẳng hạn, sina mono chẳng hạn, đúng không nào? Tiếp theo, karada hay là tai được đấy. Arab chữ này chạy karada. Đúng không? Karada mẹ tai được đấy. Nào các bạn chọn đi xem nào.
nó đẹp nhiều. Tại vì mắt em không nhìn thấy gì mà. Hai. Cá này ở đất nước tôi nó là một cái gì đó, loại cô... mặt hàng gì nhỉ? Mặt hàng gì đây? Mặt hàng cao cấp. Cô kêu. Cô kêu hin. Ừ, đúng rồi, cô kêu hin. Sang bạn con này dễ rồi đúng không? Kono sakana wa watashi no kuni de wa kōkyū hin desu. Kōkyū hin. Sanban desu. Chiki. Okay. はい。なるほど。ね。くす、車。車。車をもっと右。右ですよ。に、止めてください。で、じゃあ。1番。じゃあ、ないのかな。よりですね。はい、1番より。より。2番。止めですね。置き場。並べる。な。な、じゃあ、だばね。 33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 
thế mọi người ạ. Mò mò mò. Hai, nào chúng ta là Yori Ichiban. Rồi. Là hãy gì nhỉ? Hãy đỗ xe đúng không nhỉ? Hãy dừng xe sang phía bên gì nhỉ? Bên phải, bên lề bên phải. Lề đúng không? Ừ, lề bên phải. Ừ. Hơn nữa, hơn một tí, nó mốt tổ lên này. Đấy. Hãy đỗ xe ô tô sang lề bên phải hơn nữa, này, thêm một tí nữa. Hay. Tiếp theo. Cô vương vô sken ni yoku deru. Đã, 1番. Post vừa nãy em có trong bài rồi đúng không? Hai nghĩa đúng không? Mình nói là gì nhỉ? Cái hòm thư và hai là gì nhỉ? Cái vị trí đúng không? Đó. Post không phải vị trí, chức vụ. À chức vụ. Ừ. Chức vụ chỉ là vị trí à? Chức vụ trong công ty bị ớt rồi. Chức vụ. Tiếp theo, 2番. Point. Point là gì? Cái điểm mấu chốt đúng không? Hay những cái điểm cần lưu ý. Tempo, tức là cái nhịp gì đó. Đây này, chức vụ. À cái này, vị trí này. Position này, vị trí này. Được chưa nào? Hay thế là cháu có đáp án luôn rồi chứ nhỉ? Chẳng nghe chọn đáp án 4 nhỉ? Hay câu này chúng ta sẽ chọn đáp án mấy đây? Ôi dồi ôi. Con chào bố mẹ. Hay point tội rồi nhé. Point tội. Em bé ở nhà đang nghe bố mẹ giảng bài đấy nhỉ? Ok. Point tội điểm mấu chốt đúng không? Ừ, mấu chốt. Cái phát này là điểm mấu chốt. Nó hay thường xuất hiện trong bài thi của chúng ta. À, chúng ta những cái điểm lưu ý đúng không nhỉ? Những cái điểm lưu ý mà rất là hay ra trong các bài thi, các kỳ thi nhá. Hay, ok. Câu tiếp theo nào. Mai suki takusan zassi o kau no de heya ni oku nani nani ga nai. Ne. 1番 ueto. 2番 outdoor. 3番 interior. 4番 space. Ừ. Mấy cái này đều tiếng Anh đúng không? Các bạn có vẻ rất là sợ từ katakana đúng không nhỉ? Thấy các bạn đang comment gì đây? Cứ katakana lại tắt ngó đúng không nhỉ? 1番 ueto là gì con? Ueto là từ wet đấy mọi người, từ tiếng Anh đúng không? Chờ. À, chờ. Đấy. Outdoor là gì? À, outdoor là ngoài trời. Ngoài trời. Thôi, interior. Nội thất. Nội thất bên nhà và space à, khoảng trống, khoảng không gian đúng không nè. Thế bây giờ thì nhờ vì hàng tháng tôi mua rất là nhiều những cái quyển tạp chí, thế nên là bây giờ trong phòng chẳng có chỗ mà để nữa rồi nhỉ. Chỗ mà để nữa đúng không? Hay. Space. Đáp án số 4, chuẩn rồi. Hay. Chỗ trống này này, space. Hay, câu này không biết. Ok, câu tiếp theo nhá. Space. アクセサリーを何入った1番入った2番かぶった3番つけたは背負ったアクセサリーエリーってないからか今言えばなの、ちゃんちゃんじゅ、ちゃんすっ、đúng không? アクセス
accessory. Chấm chấm nào, chuẩn bị tôi đi ra ngoài thì nên tôi sẽ gì nhỉ? Đeo đúng không nhỉ? Đeo trang sức thì dùng cái gì? Đáp án số. Đeo trang sức thì chúng ta sẽ dùng là gì đây? Skirt đúng không? Skirt ạ. Chứ nào? Ừ. Xéo tạ tức là mình vác đúng không? Mang vác trên vai, trên lưng, trên lưng nhá. Hay là có nghĩa đen nữa là gì nhỉ? Cánh vác đúng không? Cánh vác trách nhiệm của đất nước chẳng hạn. Đấy gọi là nghĩa bóng, anh nghĩa là nghĩa đen. Nghĩa đen là cõng vác trên lưng ấy, còn nghĩa bóng thì là đảm đương trách nhiệm. Đấy, đảm đương trách nhiệm. Thế theo khá vui là đội ngũ, cả hát cự là gì nhỉ? Hai cự, hát cự sỏ dày đúng không? Hay, tiếp theo. この Hôm nay thầy dạy nắng suốt thế. この生き物は魚の何々だ。Cái loài sinh vật này đúng không? Hai. Loài Ichiba. Trường đọc gì em? Ippa. Ừ, Ippa. Trường phái. Trường phái. Cái từ này phải đem ra một mất. Tiếp theo. Issue. Issue được nè. Đúng không? Issue được nè, issue. Ừ. Tiếp theo. Cái này là gì? Ichi à? Ichi, Ichi. Ichi à? Ừ. Cái này là Ichi à? Ichi. Ichigo. À, trong đời chỉ gặp nhau một lần nên là cái giây phút trôi qua đấy thì chúng ta phải biết trân trọng nó đúng không? Ichigo ichie thành ngữ tục ngữ đấy đúng không? Ichigo ichie có mà. Ừ rồi, thành ngữ tục ngữ. Hay. Tiếp theo ichiryu. Ichiryu là hàng đầu đúng không? Ví dụ như ichiryu no hoteru là gì nhỉ? Cái khách sạn hàng đầu. Ichiryu đại các cự chẳng hạn. Đúng không? Những trường đại học hàng đầu. Top đúng không nhỉ? Thế thì câu này chúng ta sẽ chọn ichiryu kia còn không có trường không? Issue không như nào? Là một loại đúng không? Hay như vậy issue. Cái loại sinh vật này là một loại nằm loài cá đúng không nhỉ? Loại cá. Dịch đơn giản như vậy thôi. Nha. Hay ok. Sao rằng câu được 100 bao nhiêu? 119 này. Còn 15 câu nữa thì phải. Thế rồi nhiều quá. Nốt đi. Nào, tiếp nào. 120。休みには温泉に行って何もしないで旅館で何々したい。 Câu này chúng ta quen rồi đúng không? Dễ rồi đúng không? Đây là gì đây? Ngày nghỉ tôi đã đi onsen và tôi muốn đi đâu? À đó, ngày nghỉ tôi muốn đi onsen này. Vào kỳ nghỉ tôi muốn đi suối nước nóng và chẳng làm gì cả mà chỉ gì đây, chỉ thư giãn nhẹ nhàng thôi. Ở đâu? Ở khách sạn. Điều căng là gì nhỉ? Khách sạn kiểu Nhật hay là lữ quán đúng không nhỉ? Nhiều bạn chọn hai đấy. Câu này tại sao chọn hai đứa? Hay là chọn hai từ cái câu trước nên là bị gì đây? Bị chậm mạng à? Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án mấy nhỉ? Hai. Ichi wa solo solo là sắp sửa. Sắp sửa đúng nhỉ? Không đúng. Seto ta bằng với này isokenme cần cù chăm chỉ đúng không nhỉ? Vậy gừ đưa gừ đưa tức là lòng vòng như này này nông mi là thong thả thư giãn tí ra chúng ta là gì đây? Yoga là đáp án số 4 rồi đúng không nhỉ? Nông mi đi đúng không nhỉ? Thong thả từ này dễ rồi đúng không? Câu này okay. Chắc là dễ rồi. Câu tiếp theo này, nhìn đây chọn nó Egypto mà Egypto Egypto no pyramido wa Egypto no pyramido wa とても 何々だ. Đây. 1番 là gì đây? Tadai. Tadai là gì ấy? Nhiều. Nhiều. To lớn nhiều đây đúng không? Ừ. Tiếp theo. Sai. Sai đại. Sai đại. Lớn nhất. Lớn nhất. Đấy. Hai. Tiếp theo. Kyo đại. Kyo đại là gì đấy? Không chừng nào. Kyo đại. Kyo đại là khổng lồ. Được chưa? Hay. Đây là Sê gì đây? Sê đai.
Được chưa? Xê đai là gì? Một cái gì đó rất là hoành tráng à? Hoành tráng, tráng lệ đúng không? Hoành tráng. Thế pyramid độ là cái gì đây? À, pyramid độ là pyramid độ. Kim tự tháp. Kim tự tháp phải là khổng lồ rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ có là đan số 3. Kim tự tháp khổng lồ chứ không thể nhiều hay là to lớn được. Còn cái số 4, cái từ hoành tráng này ấy, thì thường nó sẽ đi với từ Sedanapati hay là một cái cai, một cái hội gì đó, một cái bữa tiệc gì đó rất là hoành tráng nhé. Còn câu này chúng ta sẽ chọn là số 3 là khổng lồ. Những cái kim tự tháp của Ai Cập thì to khổng lồ, chứ nhỉ? Không, như cô Thanh nói đúng không? Cái hội gì đó. Ngồi đây nghe thầy dùng thở hổn hển mọi người ơi, vất vả quá. Hay. Chô dô, chô dô tức là đỉnh nhé chưa? Chô dô để miru koto ga watashi no, watashi tachi no nani nani. Ok. 1番, mục tiki. Xem có bị ấy không? Bị đúng không? 2番, mikomi. 3番, omoi và 4番 là honshin ですね. Honshin. Đấy. Vậy thì chúng ta có đáp án là gì đây? Cái gì nhỉ? Việc mà đi ngắm gì đấy? Đi ngắm mặt trời mọc, à, việc mà đi ngắm mặt trời mọc trên đỉnh đúng không? Đó là mục đích của chúng ta, chính xác rồi. Được chưa? Mục đích của chúng ta. Ok. Mục đích này. Câu này dễ rồi, mục đích của chúng ta. Chắc. Hay. Ở đây có mikomi là gì nhỉ? Mikomi. Mikomi có nghĩa là dự kiến đấy này, dự kiến hay là có nghĩa là khả năng chẳng hạn. Mikomi ga nai chẳng hạn, không có khả năng. Được chưa? Hay là mikomi ga aru. Thế nào? Hay omoi, omoi tức là gì nhỉ? Suy nghĩ bằng cái căng nghe đấy này, suy nghĩ của mình. Hay là nhiều lúc nó có thể định là mong muốn đấy, hoặc thực sự là omoi đấy. Đó là điều mong muốn của tôi đấy. Hay đây là gì đây? Honshin. Honshin mà honto ni này. Đây là bản chữ tâm rồi, đây là từ trong đáy lòng của mình, đúng không? Ok. Câu tiếp theo. 部長にお客様がお待ちだと何々伝えていただく。じゃあ、ダメだ。chọn đáp án luôn cho mọi người rồi đấy. 伝えていただけませんか? Làm ơn bảo với đúng không? Làm ơn bảo với bù trô rằng đúng không? Có khách đang đợi đi. Dùng em được không đúng không? 部長にお客様が câu này trong sơ cấp rồi, không phải dễ rồi. Sutai te itadakemasen ka? Gì nhỉ? Đáp án số 4 rồi, câu này dễ quá rồi đúng không? Ichiban yon de này, không phải rồi. Sutai te này. Hoste này, không phải. Như này. Câu tiếp theo. Undo no ato wa, đúng nhỉ? Undo no ato wa, ase de, nani nani ni natta, yofuku o nuida, yofuku dịch gì là quần áo đó. Quần áo phương Tây thì mình chỉ có quần áo đâu. Hay tôi tầm từ này là nước cự đúng không? Tôi đã cởi quần áo. Bởi vì sau khi vận động thì này, nó thế nào? Người tôi nó bị gì nhỉ? Quần áo nó bị gì nhỉ? Nhớp nháp đúng không? Quần áo nó dính ấy. Thế dùng cái từ nào trong bốn từ đây? Một siwa siwa. Nhân nheo. Đi vào. Beto beto. Nhớp nháp. Sao bằng pera pera. Pera pera là lưu loát. Sao bằng trôi chảy. Sao bằng kusha kusha. À gì đây? Nhăn nhúng à? Nhăn nhúng đấy. Quần áo bị nhăn nhúng chẳng hạn. Đúng không? Hay. Thì cô Thanh vừa nói rồi. Sau khi vận động đúng không nhỉ? Sau khi tập thể dục ấy, có thể tập thể dục đúng không? Thì tôi đã cởi quần áo ra vì làm sao đây? Vì nó nhấp nháp do nhấp nháp do mồ hôi đúng không nhỉ? Mồ hôi của mình. Hay. Đây chứ nhỉ? Kusha kusha là quần áo nó bị nhăn nheo ấy, được chưa nào? Siwa siwa tức là da của mình nó bị nhăn này, được chưa? In desu ka? Hai. Chiki. Anmai. Cái gì đó phải đi bên này rồi, tất cả đây đều có này mà. Đúng không? Hai. Gì đó. Hito kara presento o moratte bikkuri shita. Tôi rất thích cả mình rất là bất ngờ khi mà nhận được món quà từ một người mà làm sao? Người gì đó. Câu đầu tiên là gì đây? Tsura. Tsura naranai. Tsura naru là gì đó? Cái gì đó chảy ra. Cái từ này á, cũng có khi là không dùng bao giờ đâu. Từ này thực ra trong từ lên la cửa này. Nhưng mà cái âm đọc như này có khi trong liên từ N2, N1 chúng ta mới gặp cơ. Thì các bạn cứ liên là nó liên tục nó chảy dài nhá. Tiếp theo. Đây là gì đây? Kayo.
trong sơ cấp rồi. Kayowanai. Chữ này là gì đấy? Shitashi. Shitashiku nai. Thân thiết đúng không nào? Thân thiết. Kibishi rồi. Kibishi. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án là gì đây? Sanban. Đúng không? Tôi cảm thấy bất ngờ, giật mình khi mà nhận được cái món quà từ một người không thân thiết, lắm. Không được thân thiết kiểu này. Không được thân thiết. Thân thiết là thân thiết đúng không? Không thân lắm á. Không thân. Đấy, không phải không thân thiện nhé. Anh. Đúng không? Thân. Không được thân thiết lắm. Ok. Chigi. Chigi ikimashou. Có nhanh không? Có. Có nhanh à? Nhanh. Sắp hết rồi gì nữa? Còn mấy câu nữa thôi. Sắp hết rồi các bạn ạ. Cố lên. Chỉ còn 5 câu nữa thôi. Điều. Thế à? Chục câu nữa. Làm gì? Đếm nào đây này. Để mình đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 câu nữa. Nó lên còn hơn 1.000 người này đang theo dõi đây này. 1.001. Hai. 1番. 時間がないので 駅まで 何々ください. 1番. 急いでください. 急いでください. 2番. 回ってください. 回ってください. 3番. 戻ってください. 戻ってください. 4番. 進んでください. はい. Nào, 進んでください. Hai, 皆さん, 時間がないので 戻ってください. À, gì đây? Quay trở lại, đúng không? Mà bắt tay ra sai. Hãy vòng sang bên đấy, đúng không? Điều vàng. Iso để nhanh lên, nhanh lên. Khẩn trương. Khẩn trương lên. Thì chúng ta sẽ có đáp án ra. Không thời gian đâu. Khẩn trương đi đến nhà ga đi. Được chưa? Hãy ichi ba. Chính xác. Con này ai cũng một đúng không? Một hết rồi. Hay. Đến nhà ga nhanh cho ta. Câu tiếp theo. Hôm bê gì nè. Nani nani o nokoshite kudasareba. Nokoshite kudasareba. Kanarazu ohenji. Ohenji desu ne. Ohenji shimasu. 1 ban talk. 2 ban komento. 3 ban chatto. 4 ban sign. Mấy câu toàn câu dễ nhỉ. Talk là chữ khó này, tiếng Anh này. Đúng không? Hoa là gì đây? Nói chuyện. Nói chuyện đúng không? Nói chuyện. Comment là comment đấy. Đúng không? Chat tổng là chat. Đúng không? Và xanh là xanh. Ký. Ừ, ký đấy. Đâu? Comment tổng kìa. Nhi bàn các bạn. Tôi này dễ rồi. Nếu như để lại cái gì đó ở trên trang chủ thì chúng tôi sẽ nhất định là chúng tôi sẽ chắc chắn là chúng tôi sẽ đáp trả lại đúng không nhỉ? Đúng rồi. Nhi bàn. Chính xác. Comment đây. Các bạn comment. Các bạn đang comment lên thì nữa. Comment tổng. Comment tổng. Tiếp theo. Đây. 資料を、何々入れ、取引先ですね。取引先に送った。取引先何言うの？あ、どういった？先ですね。うん、どういった現在ですね。はい。但是案好了吗？でも、中途だってねえぞ。ウィズ。不動ですね。不動ですね。Phương tôn là cái phong bì. Tiếp theo, chữ này có vẻ chữ này đọc gì đây? Ha đúng không? Cái lá này đấy. Chữ này kaki thì nó là kaki đấy. Ha kaki là tấm thiệp đúng không? Tiếp theo, bưu thiệp. Kaki tome đấy. Kaki tome Việt Nam. Kaki tome người đảm bảo đấy. Đúng không nào? Em ghi chữ tô mô à? Tô mê. Anh biết nhận chữ tô mê. Chán. Đọc một năng viết. Các ký tô mê. Ánh mắt em có nhìn được không? Xem biết này. Yêu ba là gì đây? Sô tát chữ à? Sốc tát chữ. À sốc. Sốc tát chữ. Ừ, sốc tát chữ. Chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án là gì đây? Không bề đúng rồi. Nói ra hết thế này rồi thì điền ra được đúng không? À, Ichiban phong bì. Bỏ tài liệu vào phong bì rồi gửi cho bên đối tác nha. Đúng rồi, bỏ tài liệu vào phong bì. Chính xác. Có những con chọn sai đấy. 2, 3 kìa. Đấy, con tiếp theo. Hotel ni shukhaku no okyasama deshitara
Thì đây. どなたでも ごになれます. Thực ra câu này, những câu này gần như là đọc theo thành ngữ quen miệng rồi, thầy Dũng đọc luôn rồi đấy mọi người nào. Hotel ni shukuhaku no okekusama deshitara donata demo go go ryo ni narimasu. Sao em đọc luôn đáp án? Tại vì em bắt chước anh mà. Hay. Unyo là gì đây? Unyo. Vận dụng nhỉ? Vận dụng. Đúng không? Đúng là chữ vận, chữ dụng này nè. Unyo. Katsuyo là gì? Katsuyo là mình à? Hoạt dụng nhỉ? Âm Hán Việt là hoạt dụng, chúng ta hiểu là gì nhỉ? Tận dụng làm sao để cho nó linh hoạt và gì nhỉ? Cho nó có hiệu quả nhất. Đúng rồi, tận dụng. Gì nhỉ? Tận dụng. Đúng không? Tận dụng cho có hiệu quả. Ok. Ok. Nó cũng nhiều lúc chỉ gì cả sử dụng cũng được, không vấn đề gì cả. Nhưng mà sử dụng một cách là cho có hiệu quả, tận dụng nó, đúng không? Hay Dio là sử dụng, đấy chứ nhỉ? Sử dụng những thứ mình không có, đúng không? Ví dụ sử dụng các dịch vụ của người ta, không phải là của mình, đấy chứ nhỉ? Đây trong trường này sẽ là khách đây, đúng không? Khách sẽ sử dụng người ta, của chúng tôi. Tiếp theo Tekio, áp dụng cái gì đó, đúng không? Ví dụ cái luật mới này thì sẽ áp dụng cho tất cả các học sinh này, đúng không? Thế câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Nếu như là những cái vị khách mà đang trọ lại, ở lại khách sạn đúng không? Thì bất kỳ ai cũng sẽ sử dụng được. Tức là chúng ta có một cái dịch vụ gì đó ở trong khách sạn và người ta sẽ nói câu này, đúng nhỉ? Như vậy đáp án sẽ là đáp án số 3. ご利用になれます。ご利用になれます。Chị nào? Em là không mừng các bạn này. Các bạn còn toàn một số lên gì nào? Nhiều mà, comment nhiều mà. Rio cũng nghĩa là gì nhỉ? Lợi dụng nữa. Ok, cũng có nghĩa như vậy. Rio có nghĩa lợi dụng nhá. Sử dụng, lợi dụng, rồi lợi dụng chức vụ để kiếm chác chẳng hạn, đúng không? Cũng dùng từ Rio này. Ok. Tiếp theo. Kono ongaku wa shujinkou no kokoro no ugoki o shiteiru. Nhìn nào. Ichiban hōsō là gì em? Phát, truyền phát đúng không nhỉ? Phát trên TV chẳng hạn, đúng không? Hồ sô đi ba. Enso là gì? Biểu diễn. Enso. Thường trong biểu diễn ca nhạc đúng không nhỉ? Enso. Sama setsume các biết rồi đúng không? Yōgan là gì đây? Hyōgen. Hyōgen. Thể hiện. Biểu hiện hay là diễn tả cái gì đó. Thể hiện. Cái bản nhạc này đúng không nhỉ? Bản nhạc này thì nó thể hiện cái nó thể hiện cái những cái chuyển động đúng không, những cái lay động trong trái tim của nhân vật chính. Thì đáp án chúng ta là đáp án số 4. Được chưa? Nhưng mà người này đúng không, mọi người điền đúng không, không cần mình nói ra chắc mọi người điền đúng đúng nào. Đây bạn chọn hai nhỉ? Diễn tả. Mi chẳng chọn hai. Tại sao chọn hai? Không biết. Enso là biểu diễn hả? Bài nhạc mà. Chắc là nhìn thấy nhạc này thế là lại ghi luôn là biểu diễn âm nhạc ấy hả? Chính xác. Đúng không? Kiểu đón mỏ. Nên là mọi người đi thi những cái câu như này nhớ phải dịch ra nghĩa xong chúng ta mới chọn đáp án nhá. Đúng rồi. Cái bản nhạc này thì nó thể hiện hay diễn tả những cái lay động trong trái tim của nhân vật chính nhá. Còn tiếp theo, còn hết rồi, có lên 3 câu nữa thôi. Omoteta yori yosan no overstate shimatta. Over là vượt quá, yo san tức là dự toán của chúng ta. Over ấy, từ over. Vượt quá dự toán. Ichiban tapri vừa đã gặp rồi đúng không? Hay niban nakanaka mãi mà cái gì đó. Sanban juubun ですね. Juubun ni là gì con? Đầy đủ cái gì đó. Juubun ですね. Juubun ni zumbi shita とか して chuẩn bị đều. Kanari là khá. Nào. 4番 kanari 500 3番 4番 3番 2 thành mệt à? Có lẽ sắp hết rồi. Khoảng 2 câu, 1 câu nữa rồi. Tiếng rưỡi rồi nhỉ? 2, đang chúng ta 4番. Ok. Khá. Thế nào? À, tức là gì nhỉ? Nó đã vượt quá cái nhiều. Dự ta toán khá là nhiều. Khá là nhiều so với những gì mình đã nghĩ đúng không? Ok, câu cuối cùng. Một câu nữa rồi, cố lên mọi người. Sắp hết rồi, câu cuối cùng rồi. Câu
không hiểu sao thầy Dũng lại bày ra được cái trò làm series 300 câu để rồi vượt qua bao nhiêu ngày rồi vẫn chưa xong. Hai, sắp được cái gì đó. Hai, chị bạn. Ê, đó. Chị cao hoa nạc được ta. Chị hát này, chị hát tao không? Thật khó luôn đấy. Chị hát này có trong đợt 3, đợt này đi thì nó sẽ có thế chứ. Nhớ cho mình, ý sự. Hai, ghế này. Hai, chị cao hoa nạc cắt tờ ý sự ố. Nàng này ní, xì mắt tạ. Biết xì mắt tạ là gì không? Động từ của nó là shimao, có nghĩa là cất, đúng không? Thất không cất trong nhà, đánh bỏ đi. Cái gì? Đánh bài cái này thôi đấy. Thất không cất trong nhà, đánh bỏ đi á? Ừ, tức là bài trên bài có số 7 thì gọi là thất đấy. Ừ. Ok. Thì là cất, nhớ chưa? Tức là tôi đã cất cái ghế không dùng nữa vào đâu đó. Ichiba Yuka. Yuka là cái sàn. Yuka là ai đà? Tức là giữa gì đây? Yuka là ai đà? Đúng không? Rồi. Hay, Niba là gì đây? Todana. Todana là gì đây? Tủ bếp. Đúng rồi, Todana, tủ bếp đây. Giá bếp, tủ bếp chẳng hạn. Hikidashi là ngăn kéo, bạn học trong sơ cấp rồi đó. Hikidashi là thế. Yongma là gì đây? Monoki. Monoki là gì? Kho hay cái chỗ để đồ? Kho, chỗ để đồ. Nào. Vậy thì thế nào? Cái ghế thì chúng ta sẽ cất vào đâu? Cất vào trong ngăn kéo à? Cất ở giữa sàn nhà à? Hay là cất ở trong giá bếp à? Không, không, cất trong thì nhớ. Kho, nhớ không ạ? Ok. Kho này. Rồi, xong rồi. Yeah. Không còn đúng à? Không còn nữa. Còn một câu mà. Sao vẫn còn? Thế sao vừa nãy anh bảo còn có một câu? Đây, còn một câu. Thôi go, nào. Yeah, go go, go lên. Mọi người đập tay cái nào, yeah. Hotel ga nakute, shiriai no ie ni, desu ne, morau koto ni shita. Morau koto ni shita. Vừa mới nói câu cuối phát, các anh em rút ra hết rồi. Rút ra hết à? Rồi, anh nên nói câu này đi. Mọi người đều lắm, mọi người chả thèm chào, mọi người đi luôn rồi. Yasen de, ni ba, tamete. Tameru. Đúng rồi. 眠って眠るの5番 4番 止めて だからこれ これここ chắc chắn là sẽ sai rất là nhiều. Ừ. Cố nó chắc chắn con này sai luôn. Nào. Hotel sao hôm nay nhiều câu liên quan đến khách sạn đấy nhỉ? Hotel là nakute shiriai no ie ni chớn chớn morau koto ni shita. Cậu này chọn đáp án mấy đây? Hôm nay vì không còn gì nhỉ, không có khách sạn nữa, thế nên là tôi đã quyết định là sẽ thế nào đây? Sẽ gì đây? Sẽ ngủ. Thì đây, quyết định này. Dạ, cô tổ đi sẽ quyết định này. Xin ngủ lại ở nhà đứa bạn. Nhưng mà tomeru, nè, tomeru. In desu ka? Tomeru. Tomete morau, tức là ngủ lại đấy. Câu này mình có hỏi thì mình nhận thấy kia rồi đúng không? Ok, chúng ta sẽ dùng này. Thôi mê là cái động từ thôi mê là cho ai đó chọn lại ở thôi, lại. Nhưng mà là mình xin lại đấy. Ở đây có động từ mô đau này, đúng không? Thì đấy, rồi. Xin bạn cho tôi ngủ. Đúng rồi. Đúng không? Ừ. Ở đây có động từ mô đau nên là đứng trước nó là gì? Yê, xin ai nói yê ní. Để đứa bạn cho mình ngủ lại nhà nó. Để bạn cho nhà mình ngủ lại nhà nó. Rồi. Vừa nay có bạn bảo là ghế anh em gấp được nên vẫn để được trên chặt bát. Ok. Đây. Rồi. Xin ngủ lại đúng không? Xong rồi đấy mọi người. Xong 300 câu rồi đấy. Có ai theo dõi 300 câu này từ đầu đến cuối cùng không? Chả có ai. Chả có ai đúng không? Trong thời gian mình nghỉ đẻ thì thầy Dũng đã rất là cố gắng để đưa các bạn từ buổi số 11 đến buổi số 19, 18. Và hôm nay chúng ta gặp lại nhau ở buổi số 19. Rồi, rất là vất vả. Nếu mọi người cảm thấy những bài học này có ích thì mọi người nhớ đánh giá 5 sao ở trên fanpage Dũng Modi cho bọn mình nhé. Với cả nếu mà có ai mà thích học những bài giảng online nữa thì có thể vào website dungmodi.com để đăng ký tham gia các bài giảng online trên đó. Okay. Và hy vọng là đợt tháng 7 này chắc là từ giờ thì sẽ không còn những bài giảng mà online cho đời 3 nữa. Có khi vẫn có ấy. Nhưng mà sẽ cố gắng... Em nói đi ạ. Em chả biết được, như kiểu là để xong rồi chữ nghĩa nó bay hết về mà mình còn chả biết nói như nào cho thành câu văn có nghĩa đâu. Tức là như nào nhỉ? Thôi, chúc mọi người ôn thi vui vẻ nhé và có kết quả tốt trong kỳ thi năm nay nhé. Nhớ đánh giá 5 sao nhé.
đúng không? Hôm nay đã là 31 tháng 5 rồi. Ừ, 31 tháng 5 rồi. Mai là 1 tháng 6 rồi, còn có hơn 1 tháng một tẹo thôi. Ừ. Chắc là tầm 5 tuần nữa. 5 tuần nữa là thi rồi đấy. Ừ. Mọi người cố gắng học đây nhá. Ừ. Cày cuốc cho thật nhiều vào, thật giỏi vào để đi thi đạt điểm số tối đa. Ừ. Hy vọng là series 300 thì nhà câu khó này sẽ giúp các bạn đạt điểm Mojigui được man tèn. Cặp bưng bô nữa mà. Ừ. Mojigui này bưng bô này cộng vào chữ Hán man tèn đi không? Được chưa? Ừ. Rồi thi xong rồi nhớ báo kết quả nếu mà đỗ nhé mọi người nhé. Okay. Và nhớ đánh giá 5 sao trên kênh Mô Dũng Mô đi nhé. Okay. Để tặng thầy Dũng đã vất vả lào suốt cả 300 câu vừa rồi đúng không? Bye bye, và hẹn gặp lại các bạn nha. Và đợt tới nếu mà có những cái nội dung livestream gì mới bọn mình sẽ thông báo trên page, mọi người nhớ theo dõi nhá. Ok, và bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần sau. Bye bye. Sắp tới có kế hoạch gì không em? Có, sẽ thông báo sau nhá. Bye bye.